nơi lưu giữ tiếng nói đặc trưng ở xứ Thanh. Xã Vĩnh Thịnh từ xa xưa có tên là vùng đất Bản Thủy rồi Canh Thủy. Về sau được đổi tên thành xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho đến ngày nay. Hàng ngàn năm qua, dẫu bao biến cố thăng trầm, nhưng tất cả ai sinh ra lớn lên ở mảnh đất này vẫn luôn giữ được báu vật của làng mình. Đó là tiếng nói đặc trưng của người làng Canh Thủy. Cách phát âm về tên gọi nhiều đồ dùng sự vật của người dân Vĩnh Thịnh rất khác với tiếng phổ thông. Ví dụ, tóc gọi là tắc, mũi gọi là mùn, răng gọi là nanh, lưỡi gọi là lản, chân gọi là trò, cái nồi đất kho cá gọi là trách, nắp nồi đất kho cá gọi là phẳn, cái nia gọi là nâm cấm, chiếc gầu múc nước giếng gọi là đài mốc nát, chiếc gầu tắt nước gọi là bẩn tát nát, chiếc gáo rửa múc nước gọi là chuộc, giường nằm gọi là chằng, nhưng bàn thờ tổ tiên gọi là chằng cao. Không chỉ riêng các đồ vật mà nhiều loại vật cũng được người Vĩnh Thịnh gọi khác. Ví dụ con chuột gọi là con thiêng, con nhện gọi là con rạnh, con chuồn chuồn gọi là con bà bịp, con rết gọi là con tít, con thạch sùng gọi là con mốn. Xin trích một đoạn hội thoại của người mẹ sai bảo đứa con trai. Đan ơi, chẳng đến nhà mồ rầy, mượn cây thiêng nát cho thầy, để thầy tiếng búi ra phơi. Xoan, đan lại luôn cây chuột nhà mình, đâm viền để tuôn thầy rửa trò lên chẳng ngơi cha. Xin dịch đoạn hội thoại theo tiếng phổ thông. Người bố sai bảo cậu con trai: cụ ơi, chạy qua nhà bà dì mượn chiếc đòn gánh cho bố, để bố gánh rơm ra phơi. Xong con lấy luôn chiếc áo rửa của nhà mình, đem về để tối bố rửa chân trước khi lên giường nghỉ ngơi nhé. Vì bé trai đang mải chơi nên phụng phịu nói lại: rầy đấy cây, đang đang bắt con bà bìm họ Tiếu. Từ từ chút, con đang bắt con chuồn chuột ớt. Cũng là một cách phát âm, nhưng khi tức giận, ghen ghét hay yêu thương thì người Vĩnh Thịnh có phát âm khác nhau. Ê, đừng có vẻ rửa, con te đó, thân qua hắn cái trò càng nàng trai em bố. Tức là, này, đừng nói như vậy, con bé đó, nó có đôi chân xấu không đẹp đâu. Còn khi một người nào đó bày tỏ lòng yêu thương thì bày tỏ bằng âm ngữ khác: ôi trời, con cây nhà ai mà êm lắm, mặt muốn tắc tái, tay trò êm lắm, bỏ nanh của hắn căng như bún, mà hắn về cây chí cũng dễ nghe cả. Tức là, ôi trời, con gái nhà đó đẹp lắm, mặt mũi, tóc tai, tay chân đẹp lắm, bộ răng của nó trắng như vôi, mà nó nói cái gì cũng dễ nghe cả. Người dân Vĩnh Thịnh rất tự hào về tiếng nói riêng của quê mình. Từ người già tới con trẻ ở đây đều có thể nói tiếng mẹ đẻ song song với tiếng phổ thông. Bởi vậy, những người đi trước luôn răn dạy lớp người đi sau rằng: chém cha không bằng pha tiếng. Đã là người sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Thịnh, dù đi khắp nơi làm ăn sinh sống cũng vẫn giữ được tiếng quê hương. Và họ luôn coi tiếng nói quê hương mình như báu vật. Một điều đặc biệt nữa, người dân xã Vĩnh Thịnh cũng lấy vợ, lấy chồng ở nơi khác. Nhưng dù người nơi khác có về ở rể làm dâu thì suốt đời họ vẫn không thể nào phát âm chuẩn được giọng của địa phương này.